Hãy xin chào các bạn, ở đây mình đang có một cái con motor điện Hyosung 5.5kW và lắp đặt với một cái hộp giảm tốc RR series. Và các bạn có thể thấy với motor của chúng ta một màu xanh Hyosung đặc trưng và dòng Wansin hộp giảm tốc tải nặng kiểu dáng chân đế R series với một cái màu xám đặc trưng. Và các bạn có thể thấy là ở đây con motor điện của chúng ta có lắp thêm cái phần phanh từ ở đuôi của động cơ như thế này các bạn ha. Và nhiệm vụ của phanh từ nó sẽ ngắt lực quán tính. Phanh này là phanh DC 170V. Vậy thì khi đấu vào trong motor điện 3 pha thì các bạn thấy nè, nó phải cần có một cái diode chuyển điện. Thì ở đây các bạn thấy con diode này là chuyển điện, input vào của nó là 380V và nó sẽ cấp ra một cái nguồn ra là 170V cho cái phanh từ này nó hoạt động. Thì ở đây bên mình khi mà giao sản phẩm thì các bạn thấy là cái phanh từ nó sẽ được đấu thẳng vào trong cái sơ đồ của chúng ta như thế này. Và khi chúng ta cấp cái nguồn 3 pha thì các bạn cho 3 đầu dây vào đây là được các bạn ha. Đây, nó như thế này. Và bây giờ mình sẽ khởi động cho các bạn xem nhé. Thì các bạn có thể thấy là sau khi đấu xong thì chúng ta, các bạn thấy đầu dây nó như này. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn để khởi động cho các bạn xem ha. Đây nha các bạn, thì đây là cái vị trí bắt đầu của chúng ta nè. Bây giờ mình sẽ khởi động. Thì khi mình cấp điện thì cái phanh từ này nó sẽ nhả ra các bạn. Cái 500 từ này nó sẽ hít cái lá bố xuống và cái motor của chúng ta nó sẽ xoay. Đó, các bạn có thể thấy. Thì ở đây cái hộp giảm tốc của chúng ta nó có tỷ số truyền là 1/9.9, khoảng 1/10 các bạn. Thì tốc độ đầu ra của nó sẽ rất là nhanh, rơi vào khoảng 100 mấy chục vòng trên một phút. Và motor điện của chúng ta là motor điện, ở đây là motor điện 4 cực, tốc độ vòng quay của nó là 1450 vòng trên một phút. Thì các bạn thấy nè, cái hộp giảm tốc của chúng ta nó sẽ chuyển động khá nhanh các bạn ha. Đó. Thì khi mình ngắt điện, cái phanh nó sẽ nhả ra và nó đè cái bố xuống, các bạn có thể quan sát kỹ ở phần đó. Đó, các bạn thấy, phanh nó đè chặt xuống thì cái quạt của chúng ta và nó ngắt lực quán tính của motor ngay tức khắc các bạn ha. Thì đó là về cái dòng motor điện lắp với hộp giảm tốc RR series chân đế và có sử dụng phanh từ DC các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.